Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today, và Hương Giang xin được bắt đầu chương trình chào buổi tối tối ngày thứ ba. Thưa quý vị, theo giờ địa phương tại Việt Nam thì đúng 8 giờ 23 phút, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã đặt chân bước ra khỏi cái hỏa xa bọc thép xuống ga Đồng Đăng tại Lạng Sơn. Và thưa quý vị, 13 tiếng đồng hồ sau thì Tổng thống Donald Trump đã đáp xuống phi trường Nội Bài. Thưa quý vị, như Hương Giang đã tường trình với quý vị, 5 phút trước khi mà chuyên cơ Air Force One chuyên chở Tổng thống Donald Trump đáp xuống phi trường Nội Bài thì toàn bộ tất cả các chuyến bay thương mại ở trên vùng trời này cũng như tại phi trường Nội Bài thì đều tạm ngưng. Và thưa quý vị, Air Force One đã dừng chân 2 lần tại Anh Quốc và tại Qantas để tiếp nhiên liệu trước khi đáp xuống phi trường Nội Bài. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump trong tâm trạng hết sức là phấn khích đã lên mạng Twitter bảo rằng rất là nhiều người đón tiếp và nhiều tình cảm nồng hậu tại Hà Nội. Trong khi Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un di chuyển từ ga Đồng Đăng về Hà Nội sau 3 tiếng đồng hồ bằng xe và đã về lưu trú tại khách sạn 5 sao Melia, thì Tổng thống Donald Trump cùng đoàn tùy tùng của mình cư trú tại khách sạn JW Marriott. Và thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Bắc Hàn sẽ diễn ra tại khách sạn Metropole. Thưa quý vị, theo chương trình nghị sự, thì vào ngày thứ Tư theo giờ địa phương, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp gỡ một số viên chức chính phủ Việt Nam. Sau đó vào buổi tối thì ông có một cuộc gặp gỡ chào hỏi với Chủ tịch Kim Jong Un. Sau đó thì hai bên sẽ có một bữa ăn tối thân mật. Về phía Mỹ thì có Tổng thống Donald Trump, có Ngoại trưởng Mike Pompeo, có tạm quyền Tổng lý Mick Mulvaney. Trong khi đó thì tại về phía Bắc Hàn thì có Chủ tịch Kim Jong Un, có ông Kim Jong Jo và một viên chức khác chúng ta chưa biết là ai. Nhưng mà thưa quý vị, như những lần trước, một nhân vật được để ý rất là nhiều, thu hút sự chú ý của truyền thông rất là nhiều, đó là cô em gái của Chủ tịch Kim Jong Un. Và người phụ nữ này được xem là đóng một vai trò hết sức là quan trọng trong hội nghị thượng đỉnh lần này cũng như là hội nghị thượng đỉnh lần trước. Chúng ta thấy hình ảnh của cô trước vào ngày hôm qua và hôm thứ Ba, trước khi mà ông Kim Jong Un bước ra khỏi tòa xe 55 đặt chân xuống ga Đồng Đăng ở Lạng Sơn, thì người phụ nữ này, cô em gái, đã ra trước và ra hiệu, ra dấu cho nhân viên ở bên ngoài trước khi quay trở lại tòa xe. Và theo đánh giá của truyền thông quốc tế, người phụ nữ này đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cuộc hội nghị thượng đỉnh lần này. Thưa quý vị, gần 3.000 ký giả từ hơn 40 quốc gia đã ghi danh, được tham gia, được đưa tin, được loan tin, được truyền tin trực tiếp từ Hà Nội về cái hội nghị thượng đỉnh lần này. Như vậy chúng ta thấy là hội nghị thượng đỉnh lần này thu hút sự chú ý của công luận rất là nhiều, của công chúng rất là nhiều. Đặc biệt tại Việt Nam, chúng ta là quốc gia chủ nhà, người Việt Nam vốn dĩ hiếu khách. Nhưng mà quý vị thấy là coi truyền hình thấy là người dân ở ngoài Bắc, người dân Hà Nội tỏ ra nồng nhiệt với không những cả Tổng thống Donald Trump mà cả với ông Kim Jong Un. Nhiều người chia sẻ, Hương Giang xem trên mạng, nhiều người chia sẻ bảo là họ cũng rất là tò mò, muốn biết ông Kim Jong Un như thế nào, diện mạo ra làm sao. Bởi vì một người còn quá trẻ mà có thể lãnh đạo, một nhà độc tài còn quá trẻ có thể lãnh đạo một quốc gia cộng sản mà hiện nay đang gặp hết sức nhiều khó khăn và đối đầu cả thế giới về vấn đề hạt nhân. Chính vì vậy, nhiều người tỏ ra phấn khích khi muốn nhìn thấy Tổng thống Donald Trump, nhưng cũng muốn nhìn thấy nhà độc tài Kim Jong Un. Thưa quý vị, tòa Bạch Ốc không gì đã gặp phải một rắc rối. Đó là vào 5 giờ sáng ngày thứ Ba theo giờ địa phương, thì toàn bộ trung tâm truyền thông của tòa Bạch Ốc trước đó đã được đặt tại trong một cái ballroom của khách sạn Melia Hà Nội. Nhưng mà vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Ba thì họ nhận được thông tin và họ thông báo là họ phải di chuyển qua một địa điểm khác.
Thưa quý vị, đây là sự xáo trộn rất là nhiều, bởi vì quý vị biết khi mà những cái hãng truyền thông lớn đó, khi mà họ đi thì cái việc sắp đặt toàn bộ hệ thống của mình, sắp đặt toàn bộ camera máy móc là một cái công việc chuẩn bị hết sức là phức tạp và tốn là nhiều thời gian. Nhưng mà ngay cả trung tâm truyền thông của Tòa Bạch Ốc cũng phải dọn ra khỏi khách sạn Melia, huống gì là các cơ quan truyền thông của các quốc gia khác. Và mặc dù các ký giả mà đã ghi danh để cư trú tại khách sạn Melia thì không có được nhận lệnh là phải dời đi khách sạn khác, nhưng mà họ phải vận chuyển, tức là họ phải dời toàn bộ camera máy móc của họ đi. Lý do tại sao, thưa quý vị? Chỉ biết được là lý do này là do bên phía Bắc Hàn yêu cầu. Và chúng ta biết Bắc Hàn là quốc gia cộng sản, truyền thông của họ là truyền thông một chiều, chỉ có đưa tin một chiều cho chính phủ mà thôi. Và cái cuộc gặp gỡ này, cái hội nghị thượng đỉnh này diễn ra, xảy ra tại một quốc gia cũng cộng sản, một quốc gia kiểm soát truyền thông, đó là Việt Nam. Việt Nam cũng chỉ đưa tin một chiều. Thì tất nhiên cái yêu cầu của Bắc Hàn ngay lập tức được đáp ứng. Và thưa quý vị, theo các ký giả của tờ Bloomberg cũng như là Los Angeles Times có mặt tại hiện trường cho biết là khi trước khi mà ông Kim Jong-un vào khách sạn Melia thì toàn bộ khách cư trú ở trong khách sạn này tại lobby được yêu cầu là phải đi ra phía ngoài. Và đây là một cái trục trặc. Và thưa quý vị, như vậy theo chương trình nghị sự là ngày thứ tư, tối thứ tư, hai bên sẽ có một bữa cơm thân mật. Và hội nghị thượng đỉnh sẽ chính thức diễn ra vào ngày thứ năm theo giờ địa phương tại khách sạn Metropole. Đây là hội nghị thượng đỉnh đang được kỳ vọng rất là nhiều. Mặc dù trước đó như Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là phía Tòa Bạch Ốc cũng như phía ông Donald Trump đã làm giảm nhẹ xuống, bảo đừng có kỳ vọng gì cao cả cả. Như là bà Sarah Sanders bảo là truyền thông đặt kỳ vọng quá cao để mà dùng đó tấn công Tổng thống. Ngay cái chuyện mà nội riêng cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump có thể ngồi lại vào bàn với Kim Jong-un lần thứ hai thì cũng đủ là sự thành công rồi. Và thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đến công du tại Việt Nam trong cái hội nghị thượng đỉnh gặp gỡ Kim Jong-un lần này thì cũng không tránh khỏi một lần nữa đám mây của cuộc điều tra của ông công tố viên đặc biệt Robert Mueller vẫn treo lơ lửng trên đầu. Chúng ta thấy là rõ ràng có rất là nhiều ví dụ mà Hương Nha sẽ lần lượt liệt kê cho quý vị thấy là có vẻ như những cái chuyến công du quan trọng của Tổng thống Donald Trump đi ra bên ngoài thì đều bị lu mờ bởi cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller hay bởi Michael Cohen. Thưa quý vị có biết là khi mà Tổng thống Donald Trump vào khách sạn, ông sẽ làm gì? Thưa quý vị, vào buổi tối ngày thứ ba khi vào khách sạn, quý vị biết, theo các nguồn tin cho biết, Tổng thống Donald Trump vào tối thứ ba, tức là sáng ngày thứ ba ở bên Mỹ, thì ông đã ngồi xem truyền hình để theo dõi tin tức về cái phiên điều trần của ông Michael Cohen. Tí nữa Hương Nha sẽ quay trở lại cái phiên điều trần này, bởi vì Michael Cohen sẽ ra điều trần ngày hôm nay, ngày thứ tư và ngày thứ năm. Bây giờ quay trở lại, chúng ta nhớ ngay sau khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 5 năm 2017, khi mà ông Donald Trump trong chuyến công du đầu tiên ra ngoại quốc, tức là công du đến Ả Rập Saudi, đây là chuyến công du đầu tiên với cương vị là Tổng thống Mỹ. Đây là một chuyến công du hết sức là quan trọng, bởi vì cả thế giới sẽ biết được cái quan điểm về đường lối chính sách ngoại giao của tân chính phủ Mỹ. Nhưng mà thưa quý vị, vào lúc đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp là ông Ross Rosenstein đã bổ nhiệm ông Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt điều tra bất cứ vấn đề gì liên quan đến Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, liên quan đến mối quan hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Donald Trump với Nga và cũng như cộng sự của ông Donald Trump. Thưa quý vị, và chính là bản tin này đã làm lu mờ chuyến đi của ông Donald Trump. Toàn bộ báo chí tập trung vào bản tin Robert Mueller. Và ông Donald Trump đã nổi giận và ông trút toàn bộ sự giận dữ của mình lên ai quý vị biết không? Lên Tổng trưởng Tư pháp lúc đó là ông Jeff Sessions. Bởi vì Jeff Sessions đã rút khỏi cuộc điều tra, chính vì vậy mà dẫn đến ông Robert Mueller được bổ nhiệm. Và thưa quý vị,
truyền thông theo dựa vào các nguồn tin cho biết là ông Jeff Sessions ngay ngày hôm sau đã đề nghị là ông ta được từ nhiệm, nhưng mà các cố vấn khuyên ông Donald Trump là không có chấp nhận cái đơn từ chức của ông Jeff Sessions. Nhưng mà cuối cùng thì Jeff Sessions kéo dài được hơn một năm nữa rồi cũng phải từ chức. Thưa quý vị, ví dụ thứ hai đó là vào tháng 7 năm 2017, Tổng thống Donald Trump lên đường sang Hamburg của Đức tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Và thưa quý vị, lúc này chuyện gì xảy ra? Vào lúc mà ông gặp gỡ, lần đầu tiên gặp gỡ các vị lãnh đạo ở trên thế giới, thì thưa quý vị, các cố vấn của ông thì bị chia trí bởi một bản tin từ New York Times. New York Times loan tin Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Donald Trump, vào tháng 6 năm 2016 đã gặp gỡ nữ luật sư người Nga tại Trump Tower. Và trên đường quay trở về từ Đức về gọi lại Washington, thì đích thân Tổng thống Donald Trump đã hỗ trợ phụ tá của mình viết một cái thông báo, mà thông báo này được coi là misled, tức là đưa ra những cái thông tin không đúng sự thật. Ông bảo rằng cái cuộc gặp gỡ này chẳng qua là để bàn về việc nhận con nuôi người Nga. Nhưng mà trên thực tế thì cuộc gặp gỡ này Donald Trump Jr. muốn có được thông tin gây tổn hại cho bà Hillary Clinton từ Nga. Và thưa quý vị, hay là đến tháng 1 năm 2018, cái diễn đàn Davos, cái diễn đàn kinh tế ở Davos tại Phần Lan. Thưa quý vị, vào lúc đó thì ở Mỹ, truyền thông lại loan tin về những cái nỗ lực của ông Donald Trump tìm cách sa thải ông Robert Mueller. Thưa quý vị, theo truyền thông cho biết là đích thân ông Donald Trump đã ra lệnh cho cố vấn pháp lý của Tòa Bạch Ốc lúc đó là ông Don McGahn là phải sa thải Mueller, nhưng mà McGahn đã từ chối thực hiện cái mệnh lệnh này. Và khi ông Donald Trump bước chân vào hội nghị diễn đàn Davos thì ký giả đã ao ao, đã đặt những câu hỏi về bản tin này và ông bảo rằng đây là tin giả. Hay là một ví dụ nữa, ngay tại Helsinki, tại Phần Lan. Tại đây, Tổng thống Mỹ đã có một cuộc gặp gỡ riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và tại cuộc gặp gỡ này, phía Nga có thông dịch nhưng mà phía Mỹ không có thông ngôn. Và không có bất cứ tài liệu nào, thậm chí cơ quan tình báo cũng không biết là hai bên đã trao đổi chuyện gì. Thưa quý vị, vào lúc đó, Robert Mueller truy tố 12 nhân viên tình báo quân đội của Nga. Và ông Mueller truy tố những người này vì đã xâm nhập, thưa quý vị, xáo trộn bầu cử Mỹ, xâm nhập vào hệ thống email của Đảng Dân Chủ và đánh cắp những cái email trong đó. Và ngay sau khi gặp gỡ ông Putin, cả hai bên đã có một cuộc họp báo. Và tại cuộc họp báo này, Tổng thống Nga đã bác bỏ cái việc Nga tham dự, Nga dính líu vào, can thiệp vào bầu cử Mỹ. Và Tổng thống Donald Trump vào lúc đó, thưa quý vị, đã gạt bỏ cái tường trình, gạt bỏ những cái thông tin tình báo, đã bỏ FBI Mỹ, đã bỏ cộng đồng tình báo Mỹ qua một bên để đứng về phía Nga. Và thưa quý vị, ông đã bị chỉ trích hết sức là nặng nề, thậm chí trong những người chỉ trích ông không ít các nhà lập pháp Cộng hòa. Thưa quý vị, hay là chẳng hạn vào ngày 12 tháng 6, vào tháng 6 năm 2018, khi Tổng thống Donald Trump gặp gỡ ông Kim Jong-un lần thứ nhất tại Singapore. Vào lúc đó, Robert Mueller đã bố ráp nhà riêng chỗ ở văn phòng của cựu luật sư tư của Tổng thống Donald Trump là ông Michael Cohen. Và vào lúc mà ông Trump gặp gỡ Kim Jong-un thì các luật sư của ông Donald Trump đang thẩm định lại những cái tài liệu mà bị FBI thu giữ trong khi đột kích vào nhà và văn phòng làm việc của Michael Cohen. Hay là tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina. Quý vị biết chuyện gì xảy ra? Michael Cohen nhận tội. Michael Cohen nhận tội đã khai mang trước quốc hội
về cái thời gian mà ông Trump cũng như các cuộc thương thảo bàn luận về dự án Trump Tower tại Moscow. Trước đó ông khai với Quốc hội là đến tháng 1 năm 2016 thì vấn đề này chấm dứt. Nhưng mà những cái cuộc trao đổi nó kéo dài cho đến tận tháng 6 năm 2016. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là những cái chuyến đi ra công du ra ngoại quốc của ông Donald Trump đã bị cái đám mây đen Robert Mueller, cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller nó bao phủ, nó làm lu mờ. Lần này cũng không có phải là ngoại lệ. Thưa quý vị, vào lúc mà ông Donald Trump đáp phi cơ xuống phi trường Nội Bài để chuẩn bị cái cuộc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Kim Jong Un, thì tại Hoa Kỳ, Michael Cohen đi ra điều trần kiến trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Và thưa quý vị, ông Donald Trump, theo các nguồn tin cho biết, sau khi về khách sạn thì ông đã bật truyền hình lên để theo dõi những cái tin tức về phiên điều trần này. Và vào ngày mai, vào ngày thứ tư, vào lúc mà ông Donald Trump sẽ gặp Kim Jong Un chào hỏi đầu tiên trước khi bước vào hội nghị chính thức vào hôm thứ năm, thì ông Michael Cohen sẽ ra điều trần công khai trước Ủy ban Giám sát của Hạ viện. Đây là phiên điều trần công khai. Và theo một số nguồn tin thông thạo, những người gần gũi với Michael Cohen cho biết là vào ngày mai, ông Michael Cohen sẽ cho người dân Mỹ biết rõ những cái hành vi của ông Donald Trump khi vận động tranh cử. Ông ta thường xuyên buông những cái lời kỳ thị như thế nào. Và theo lời của Michael Cohen, ông sẽ cho người dân Mỹ sẽ tự quyết định ai là kẻ nói láo. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng, ít nhất là 6-7 sự kiện liên tiếp, 6-7 cái chuyến công du ra ngoại quốc của ông Donald Trump thì đều bị chia trí, đều bị phân tâm bởi những cái diễn biến của cuộc điều tra từ ông Robert Mueller. Trở lại Michael Cohen, thưa quý vị, lẽ ra người đàn ông này, người đàn ông 52 tuổi, sẽ bắt đầu thụ án trong tháng 3. Nhưng mà luật sư của ông là luật sư Lanny Davis đã yêu cầu tòa cho dời ngày thụ án sang 2 tháng sau, tức là vào tháng 5, và yêu cầu này đã được chấp thuận. Và trước đó thì Michael Cohen đồng ý đi ra điều trần công khai trước Ủy ban Tình báo Hạ viện. Nhưng mà sau đó thì ông viện lý do và ông từ chối. Thượng viện, Ủy ban Tình báo Thượng viện cuối cùng phải tống trác đòi, và Michael Cohen sau đó tình nguyện ra điều trần kín trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Và vào ngày hôm nay phiên điều trần này đã kết thúc. Theo một số nguồn tin, theo các vị thượng nghị sĩ, thì tại cái phiên điều trần này, Michael Cohen đã xin lỗi Quốc hội vì đã khai man. Và theo lời thượng nghị sĩ Cộng hòa, bà Susan Collins, thì Michael Cohen đã bị nướng, đã bị đưa ra chảo nướng trong cái phiên điều trần ngày hôm nay. Nhưng mà, thưa quý vị, theo lời bà Collins, là Michael Cohen đã thành một người hoàn toàn khác. Thưa quý vị, không lâu trước đây, ông từng tuyên bố là ông sẵn sàng đứng ra đỡ đạn cho Tổng thống Donald Trump, rồi sau đó thay đổi hợp tác với các nhà điều tra. Và thưa quý vị, theo lời của bà Collins, thì Michael Cohen đã trở thành một người hoàn toàn khác. Và sau khi mà ra khỏi phiên điều trần này, thì Michael Cohen tuyên bố trước giới truyền thông rằng ông mong cho đến ngày mai để được điều trần công khai và để được cho người dân Mỹ tự quyết định xem ai là người nói dối. Và đến ngày thứ năm thì ông sẽ có một cái phiên điều trần. Và phiên điều trần lần này là phiên điều trần kín trước Ủy ban Tình báo của Hạ viện. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì có một vị dân biểu Cộng hòa, ông Matt Gaetz. Matt Gaetz là một đồng minh hết sức là thân cận với Tổng thống Donald Trump. Và ông đã lên mạng Twitter bỏ lời đe dọa, đăng lời đe dọa Michael Cohen. Ông bảo rằng Michael Cohen, liệu vợ của ông và bố vợ của ông có biết gì về bạn gái của ông hay không? Tối nay là thời điểm tốt nhất để bàn về chuyện này. Và thưa quý vị, ông ta bảo rằng vợ của Michael Cohen sẽ biết rất là nhiều chuyện. Ba chấm. Và ngay lập tức thì ông Matt Gaetz đã vấp phải cái sự chỉ trích, và ông đã bị cáo buộc là
can thiệp vào nhân chứng. Nhiều người cho rằng đây chính là lời đe dọa, nhưng mà Matt Gaetz đã phản đối, ông cho rằng đây không phải là lời đe dọa và đây không phải là xáo trộn hay can thiệp nhân chứng, mà chẳng qua đây là phép thử nhân chứng mà thôi. Hương Giang không có rõ là có cái quy định hay có luật nào mà cáo buộc một nhà lập pháp đe dọa xáo trộn nhân chứng hay không. Thì vấn đề này chúng ta chờ xem thử, bởi vì cái tweet, mẫu tweet của ông Matt Gaetz thì vẫn còn đó. Nhưng mà trước đây thì chúng ta qua luật sư Lenny Davis đại diện cho Michael Cohen, thì chúng ta biết là Michael Cohen đã hủy cái phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện, bởi vì lý do là gia đình bản thân ông và gia đình ông bị ông Donald Trump đe dọa. Luật sư Lenny Davis vào cuối ngày hôm nay cho biết là ông sẽ không có hồi đáp Matt Gaetz. Phía Michael Cohen sẽ không có hồi đáp Matt Gaetz và chờ cho đến những còn hai phiên điều trần tiếp nữa. Và chúng ta sẽ chờ xem thử như thế nào. Nhưng mà thưa quý vị, trở lại tuần trước Hương Giang đã loan tin với quý vị, đó là vào tháng trước thì Michael Cohen đã ngồi xuống thẩm vấn, tham dự cuộc thẩm vấn với FBI tại New York. Và trong đó thì ông đã cung cấp những cái thông tin về các hoạt động bất thường tại Trump Organization. Thưa quý vị, liệu không biết là những cái thông tin này có đáng tin cậy và FBI tại New York có tiếp tục theo đuổi cái vụ này hay không? Chúng ta không biết. Nếu như mà FBI tại Nam New York tìm thấy đây là thông tin đáng tin cậy, có giá trị, thì họ có thể yêu cầu tòa giảm cái bản án cho Michael Cohen xuống. Chúng ta còn phải chờ xem. Nhưng mà thưa quý vị, hiện nay thì Tổng thống Donald Trump, tòa Bạch Ốc và những người trong vòng thân cận với ông Donald Trump đều tự tin là họ không có gì dính dáng, không, cái kết luận điều tra của ông Robert Mueller sẽ không có đáng gì đáng quan ngại. Nhưng mà theo các chuyên viên pháp lý đánh giá cho biết, chuyện này chưa phải là xong. Bởi vì cái cuộc điều tra của ông Robert Mueller, công tố viên đặc biệt có thể đưa ra quyết định là không có cáo buộc hình sự, không khởi tố hình sự, không theo đuổi truy tố đối với tổng thống hay đối với bất cứ ai đổ trong gia đình của ông, thân nhân của ông, hoặc là kể cả những người trong vòng thân cận. Nhưng mà thưa quý vị, các công tố viên liên bang địa phương vẫn có thể theo đuổi, vẫn tiếp tục theo đuổi những cái cuộc vụ điều tra của họ. Chúng ta biết là mới đây Ủy ban Tình báo Hạ viện họ đã quyết định là họ gửi cho ông Robert Mueller một số tài liệu khổng lồ họ thu thập được trong cái quá trình điều tra riêng của họ. Và chúng ta biết là trong quá trình điều tra, ông Robert Mueller vẫn chia sẻ các thông tin đối với FBI địa phương. Chính vì vậy, cụ thể nhất là cái vụ điều tra Ủy ban nhậm chức của ông Donald Trump tại New York. Như vậy chưa có nghĩa là không bị Robert Mueller truy tố là có thể an thân. Chúng ta chưa biết được. Truyền thông cho biết là một số nguồn tin cho hay là hiện nay những người mà thân cận với ông Donald Trump, họ quan ngại cái vấn đề là có thể là họ sẽ bị cáo buộc cái việc là misleading nhân viên liên bang. Thì chúng ta chờ xem, đây toàn bộ là đều là những cái phân tích của các chuyên viên pháp lý. Và chúng ta phải chờ xem thử cái kết cục nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà rõ ràng chuyến công du đến Việt Nam để gặp ông Kim Jong Un lần này của Tổng thống Donald Trump vẫn không ngoài ngoại lệ, tức là đám mây đen của cuộc điều tra Robert Mueller vẫn treo lơ lửng ở trên đó. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Hạ viện Dân Chủ đã thông qua cái dự luật, thông qua với cái số phiếu là 245/182, thông qua dự luật là overturn, tức là lật lại, đảo ngược lại cái tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp của ông Donald Trump. Và sau khi mà được thông qua ở Hạ viện thì dự luật này sẽ được chuyển sang Thượng viện. Vào ngày hôm nay thì lãnh tụ phe đa số Thượng viện là ông Mitch McConnell đã có một bữa ăn trưa họp hành với ông Mike Pence, phó tổng thống, và với một luật sư của Bộ Tư pháp. Và sau cái cuộc gặp gỡ này,
lãnh tụ phe đa số thượng viện ông McConnell cho biết là hiện nay lãnh đạo của Cộng hòa vẫn chưa chắc chắn về tính pháp lý của tuyên bố tình trạng quốc gia khẩn cấp. Thưa quý vị, trong khi họ chưa chắc chắn về tính hợp pháp, nhưng mà họ bảo rằng, ông bảo rằng rất là nhiều nhà lập pháp Cộng hòa cảm thấy phấn khích bởi vì họ tin rằng cái tình trạng biên giới đang rơi vào khủng hoảng. Và thưa quý vị, ông cho biết là như vậy, sau khi mà cái dự luật này được thông qua ở Hạ viện thì sẽ được chuyển lên Thượng viện và sẽ được đưa ra sàn Thượng viện bỏ phiếu vào mấy tuần tới. Theo ông, lời của ông McDonald thì có lẽ sẽ diễn ra trước khi mà Quốc hội kỳ nghỉ vào giữa tháng 3. Như vậy là chúng ta còn khoảng hơn 2 tuần nữa, chúng ta chờ xem kết quả như thế nào. Nhưng mà hiện nay thì có 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa họ đứng về phía dân chủ. Đó là bà Susan Collins từ tiểu bang Maine, bà Lisa Murkowski từ tiểu bang Alaska và ông Tom Tillis từ tiểu bang North Carolina. Thưa quý vị, nếu như mà Cộng hòa có 4 thượng nghị sĩ đứng về phía dân chủ thì đây sẽ là một cái cơn đau đầu kinh niên đối với họ. Và hiện nay mọi con mắt đổ dồn, không biết là ngoài 3 thượng nghị sĩ này sẽ có một thượng nghị sĩ nào mà người ta bảo là thượng nghị sĩ đào tẩu quay lưng lại với đảng của mình, với tổng thống của mình hay không. Người này nếu như có thì sẽ bị châm chích rất là nhiều, sẽ bị coi là người phản bội. Thưa quý vị, cái cuộc chiến này nó cũng hấp dẫn, cũng thú vị đúng không quý vị? Và mặc dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố là sẽ phủ quyết, và nếu như mà ông Donald Trump phủ quyết thì Quốc hội, cả lưỡng viện, Hạ viện và Thượng viện thì phải chiếm được đa số phiếu đồng thuận thì mới có thể, thưa quý vị, phủ đầu được cái phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Một cái mặt trận mà chắc chắn khi Tổng thống quay trở lại Hoa Kỳ, ông cũng sẽ phải, thưa quý vị, đương đầu. Và bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay, Hương Nhân hy vọng là quý vị không đến nỗi chán với tình hình chính trị Hoa Kỳ. Quý vị biết hồi 23 tháng 10 năm ngoái thì cái giải xổ số Mega Millions tại Mỹ được xem là giải xổ số cao hạng thứ 2 trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ, đó là 1,5 tỷ Mỹ Kim, mà nếu mà đóng thuế xong thì còn khoảng 878 triệu Mỹ Kim. Quý vị biết là cho đến giờ chủ nhân của chiếc vé số này vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Mà chiếc vé số này được bán ra tại một cái tiệm. Tiệm này ở thành phố, một thành phố nhỏ thôi, gọi là thành phố Simpsonville ở tiểu bang South Carolina. Và bây giờ trong cái thành phố này, mọi người đang đồn đủ thứ tin đồn hết quý vị. Người ta đồn bảo rằng cái người trúng số đó vui quá, mừng quá cho nên lăn đùng ra chết. Rồi cũng có tin đồn là chiếc vé số này để trên cái miếng miếng trắng che nắng ở xe hơi á, visor đó quý vị. Rồi quên luôn, rồi bây giờ rơi vào thùng rác. Rồi có người lại cho rằng, có tin đồn rằng chủ nhân của chiếc vé số này không muốn xuất đầu lộ diện bởi vì sợ là sẽ bị bắt. Rồi cũng có tin đồn là người chủ nhân này không muốn ai biết là mình trúng số, cho nên vẫn ráng sống một cuộc sống bình thường. Nhiều tin đồn lắm. Bởi vì ngày 19 tháng 4 này là hạn cuối cùng để nhận cái giải này. Thưa quý vị, nếu như 19 tháng 4 vẫn không có ai ra nhận giải thì chuyện gì sẽ xảy ra? 878 triệu theo các viên chức xổ số cho biết là sẽ được chia đều cho hơn 40 tiểu bang có Mega Millions. Nhưng mà quý vị biết ai sẽ là người, nếu như mà không có người đi ra nhận giải này thì ai sẽ là người mà gọi là thua nhất, thua đậm nhất ở trong chuyện này không quý vị? Người ta bảo tiểu bang South Carolina, bởi vì tiểu bang sẽ mất cái số tiền thuế, income tax, thuế thu nhập cá nhân là 61 triệu. Và ai sẽ người là người thua đậm thứ nhì? Quý vị biết không? Đó là cái tiệm bán ra vé số này. Nếu như có người đến nhận giải thì tiệm này sẽ được 50.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Không có ai nhận tới nhận
thì coi như tiệm này cũng không có được lãnh tiền thưởng. Nhưng mà ông chủ tiệm cho biết là kiểu gì ông cũng thắng, bởi vì bây giờ mặc dù không có được, chưa biết có nhận tiền thưởng hay không, nhưng mà rõ ràng cái lượng khách đổ về tiệm của ông mua vé số và mua thêm những món hàng khác đã tăng rất là cao kể từ khi mà tin tức được loan ra. Thưa quý vị, như vậy là bí ẩn của chiếc vé số trị giá 1,5 tỷ Mỹ Kim cho đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Chúng ta chờ xem như thế nào. Và Hương Nhan xin kết thúc phần tin ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.